Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 58, để xem là hành trình tiếp theo của Khương Vọng ở Tử Vận Tông làm dược đồng sẽ như thế nào. Có gì thú vị, mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 58. Dược đồng chính là làm các loại chuyên sản xuất, ngắt hái, thôi phát. Kỳ thực mục đích chính là phục vụ hệ thống luyện đan khổng lồ của toàn bộ tông môn. Đồng thời đối tượng phục vụ trực tiếp nhất chính là gần ngàn vị đan sư của tông môn. Mạnh Hào khoanh chân ngồi trên quảng trường cùng với rất nhiều dược đồng khác, nghe một nam tử trung niên phía trước xa xa nói về cách phân biệt mấy loại dược thảo dễ nhầm lẫn, thầm nghĩ trong lòng. Bái nhập Tử Vận Tông là lựa chọn chính xác. Toàn bộ Nam Vực chỉ có nơi đây mới có thể học được luyện đan chân chính. Thậm chí có thể nói chỉ có Tử Vận Tông mới xuất hiện đại sư đan đạo. Cái danh đan đạo của Tử Vận Tông thậm chí cao hơn thuật pháp nhất mạch, trở thành thế lực mà tất cả các tông môn gia tộc ở Nam Vực này không thể coi thường. Mạnh Hạo nghĩ vậy, ánh mắt toát lên ánh sáng chờ mong. Mà muốn tiếp cận đan quỷ đại sư, làm cho đan quỷ đại sư giải độc cho ta, thì chỉ có con đường thành đệ tử. Mạnh Hạo nghĩ như vậy, ánh mắt hiện lên dã tâm. Đây mới là mục đích thực sự khiến bái nhập Tử Vận Tông. Muốn bái đan quỷ làm sư phụ, học đan đạo nhất mạch của Nam Vực, tự mở trình độ luyện đan. Như vậy ngày sau mình có thể thoải mái tu luyện chế đan dược, chứ không cần phải hao tổn tâm tư đi mà cướp đoạt. Đang suy tư, ở trên bầu trời bỗng vang lên tiếng chuông ngân ra. Tiếng chuông này truyền ra khắp tất cả sơn cốc trong đan đông nhất mạch, khiến cho mọi người nơi đây lập tức ngẩng đầu. Ngay cả vị đan sư trung niên đang giảng giải kia cũng ngẩng đầu nhìn lên. Có thể nói giờ phút này tất cả dược đồng trong sơn cốc của đan đông nhất mạch đều ngẩng đầu lên, sắc mặt đầy kích động. Lô trung vang lên, là đến ngày được Tử Vận tiên thổ. Ta nhớ lần trước là năm ngoái, không ngờ mới cách một năm lại có bước tiến vào tiên thổ. Những tiếng xì xào vang lên, tiếng chuông khuếch tán bốn phía. Mạnh Hạo ngưng thần nhìn vào giữa không trung thì thấy giờ phút này lại xuất hiện ảo ảnh. Đó là một lò luyện đan màu tím rất lớn, phải lớn tới mấy ngàn trượng, đứng sừng sững giữa đất trời, khí thế ngút trời. Bên cạnh lò luyện đan có vài chục cây cầu vồng bay từ sân cốc bên dưới, chia nhau ngồi xung quanh lò luyện đan như đang trấn thủ vậy. Cùng lúc đó, những ánh sáng của trận pháp giao thoa trên bầu trời như là muốn phóng lại trời cao, hào quang vạn trượng chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Những tu sĩ lơ lửng giữa không trung của lò luyện đan khổng lồ này xen kẽ, tạo thành một màn ngũ sắc. 10 vạn dược đồng cùng tiến tiền thổ, lấy 9 lá thảo dược đã chín. Một giọng nói tang thương không rõ vang lên từ nơi nào đó truyền ra khắp bốn phía. Lúc này lò luyện đan khổng lồ kia đột nhiên lóe lên ánh sáng, nhưng mà lại chia thành gần 10 vạn tia sáng bắn xuống phía dưới. Cùng lúc đó, ngọc giản ghi thân phận dược đồng của Mạnh Hạo phát ra ánh sáng. Không chỉ có hắn mà tất cả ngọc giản tùy thân của các dược đồng khác đều như vậy. Hô ứng lẫn nhau như vậy khiến cho ánh sáng đầy giáng xuống. Ở bên phía Mạnh Hạo có một tia sáng hạ xuống, dung hợp với ngọc bội rồi thì hóa thành một lực dẫn dắt, mang theo Mạnh Hạo chậm rãi bay lên. Giờ phút này 10 vạn dược đồng đều bay lên, được ánh sáng kia dẫn dắt, 10 vạn dược đồng hóa thành cầu vòng bay thẳng vào lò luyện đan khổng lồ. Lò luyện đan lớn tới mấy ngàn trượng, nhưng một cái động không đáy, chỉ phút chốc đã chứa hết 10 vạn dược đồng. Tầm mắt Mạnh Hạo mờ ảo đi, khi hắn nhìn rõ mọi vật ở trước mặt thì hắn khiếp sợ, không thể tin tưởng được. Với hắn mà nói, có thể xuất hiện cái vẻ mặt như vậy thì có thể thấy được nơi đây khác thường như thế nào. Ở phía trước Mạnh Hạo là một mảnh dược điền căn bản không nhìn thấy cuối. Nơi này như là tự hình thành một thế giới vậy. Bầu trời không có mây mà có 9 mặt trời, mà xung quanh 9 mặt trời này lại có 9 mặt trăng. Đây chính là bầu trời cửu nhật cửu nguyệt. Giữa cái bầu trời dạng này, dược thảo nơi đây được sinh sống trong môi trường đặc thù, thích hợp cho sinh trưởng, đồng thời cũng khiến cho nơi đây như bị phong ấn. Mạnh Hạo vừa bước vào liền cảm nhận được nơi đây có một loại dược hương khó có thể hình dung, gần như là say lòng người.
10 vạn dược đồng hiển nhiên phần lớn đã tới nơi đây. Này tuy kích động nhưng mà không hề bị choáng ngợp như Mạnh Hạo. Mà điều khiến cho Mạnh Hạo thấy khiếp sợ là trong dược điền nhìn không thấy cuối này. Hắn nhìn thấy được cả vùng đất này có chừng 1.000 người khổng lồ với chiều cao tới gần 100 trượng. Những người khổng lồ này như là những người còn sót lại từ thời viễn cổ, lúc này đang bước đi trong dược điền, động tác cẩn thận, đúng là đang gieo trồng. Ở trên bầu trời cũng có mấy trăm chiếc chiến xa đang tỏa ra khí tức tang thương. Những chiếc chiến xa khổng lồ này đan xen nhau như là những tầng mây, khiến cho vài khu vực ở dưới mặt đất thường xuyên nằm ở trong bóng đêm. Thậm chí ở một nơi xa hơn nữa, Mạnh Hạo còn nhìn thấy một cây đại thụ cao tới ngàn trượng. Cây này toàn thân màu tím, không có tán cây, mà mọc ra một con mắt thật lớn, phải to đến vô số trượng, đang quan sát bốn phía. Cây như vậy, Mạnh Hạo quét mắt thì thấy ở trong dược điền vô tận này có không dưới mấy trăm cây. Tử vận tiên thổ, thánh địa của đàn đông nhất mạch tử vận tông ta. Bạch Vân Lai chẳng biết khi nào thì bước đến bên cạnh Mạnh Hạo, cảm khái. Kể lại rằng nơi đây vốn là một vùng tiên thổ, bị tử đông chân nhân di chuyển tới nơi đây, sáng tạo ra được dược điền vô tận này. Thậm chí ở nơi đây còn có một vài loại dược thảo mà bên ngoài đã tuyệt diệt. Chúng ta thân là dược đồng, thường cứ một thời gian thì lại được truyền tống vào đây để ngắt hái dược thảo, đồng thời lại cho chúng ta cơ hội phân biệt dược thảo. Bởi vì khắp Nam Vực cũng chỉ có nơi đây mới có thể thấy được vô số chủng loại dược thảo, gần như là vô tận. Bạch Vân Lai nhìn bốn phía tiếp tục nói. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Đúng lúc này giọng nói tang thương bỗng nhiên vang lên từ bầu trời, khiến cho đám dược đồng này đều im lặng. Một tháng để hái 9 lá dược thảo thành thục. Loại dược thảo mà các người hái được không những là phải lá thứ bản thân nhận thức được, mà còn lý giải được toàn bộ tập tính của nó. Một tháng sau giao nộp lên, cần khắc một chiếc ngọc giản, coi như là một trong những khảo hạch thăng chức đan sơ. Hãy tự bắt đầu đi. Lúc giọng nói tang thương đó vang lên, 10 vạn dược đồng nơi đi đều hít sâu một hơi, rồi rối rít tản ra bốn phía. Bạch Vân Lai không đi cùng với Mạnh Hạo, mà lượn qua lượn lại, không rõ đi hướng nào. Mạnh Hạo ánh mắt đầy hưng phấn. Mấy ngày nay hắn đọc được vài cuốn sách về dược thảo, đã xem qua 10 vạn dược thảo được mấy lần. Tuy chưa hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng mà cũng hiểu biết không ít. Nhân dịp ở đây thì đi chứng nhận những gì mình học được. Thế là hắn chạy thẳng tới phía xa xa. Trong lúc 10 vạn dược đồng phân tán ra bốn phía, ở trong một mặt trăng bên bầu trời kia, mơ hồ hiển lộ ra bóng dáng 7-8 người. Thế cái tên ngốc kia chưa? Nó chính là Phương Mộc, mà 2 tháng trước được lão phu kiểm tra tư chất giáp đẳng này. Tư chất giáp đẳng cực kỳ hiếm thấy. Lần trước cỏ khô mà ngươi mang đến kia, bọn ta đều đã xem qua, không giống là giở trò. Tư chất kẻ này rất linh khí, cực kỳ thích hợp cho dược thảo sinh trưởng, là một mầm tốt. Và lại lần này hãy xem hắn có thể hái được bao nhiêu dược thảo. Nếu cũng giỏi về phân biệt dược thảo thì có thể cân nhắc cho hắn tham dự thử thách thăng chức tiếp theo. Trong lúc mấy bóng người ở trong mặt trăng nói chuyện với nhau, thì Mạnh Hạo đã rời khỏi đám người, bước vào trong dược điền. Mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, không dẫm lên mầm cây, thi thoảng lại cúi nhìn bốn phía. Đây là linh toái thảo. Đúng là thứ này không khác gì những sách miêu tả, nhưng mà vì sao gốc này ở bên phải lại tươi tốt hơn? Đúng rồi, phía bên phải có Hứa Lưu Mộc. Đây là Đình Tú Diệp, như dáng tự nữ tử tuyệt đẹp lay động, nhưng có thể làm thuốc, tuyệt chế ra đan dược mà trúc cơ sơ kỳ có thể dùng. Mạnh Hạo một mạch đi qua, vừa phân biệt vừa nhớ lại những gì viết trong những cuốn sách kia, nên hắn càng phân biệt dễ dàng hơn, lòng cũng tràn ngập cảm giác vui sướng. Cái loại cảm giác tuy này không được như là đột phá tu vi, nhưng mà lại là cảm giác tự tin do bản thân nắm giữ được tri thức mà mình vốn không biết gì. Tu hành chính là tu về tự tin. Thậm chí Mạnh Hạo còn cảm thấy đối với những dược thảo này hắn tự có nhận thức, giống như là có một loại thiên phú vậy. Mạnh Hạo càng đi càng xa, mỗi khi thấy được dược thảo thích hợp là lập tức hái lấy, đồng thời lấy ngọc giản ra ghi lại miêu tả mán nhớ được về dược thảo được thảo dược này. Dần dần không ngừng phân biệt ra các loại dược thảo, Mạnh Hạo như cá gặp nước mà quên đi tất cả. Ở trước mắt hắn chỉ có dược thảo ở trên vùng đất này để hắn phân biệt. Và trong khoảng thời gian Mạnh Hạo gia nhập Tử Vận Tông,
toàn bộ Nam Vực cũng vì cái tên Mạnh Hạo này mà khiến hàng loạt đại tông gia tộc tìm kiếm, khiến cho càng thêm nhiều tu sĩ biết về hắn. Tử Vận Tông tất nhiên cũng là một trong những tông môn tham gia trận cái tìm kiếm này, nhưng mà lại không ai tìm thấy tung tích của Mạnh Hạo, giống như kẻ này bỗng nhiên biến mất khỏi cõi đời vậy. Không ai biết tên Mạnh Hạo đã dấy lên trận phong ba bão táp bên ngoài kia, giờ phút này là đang là một cậu nhóc học sinh nghiêm túc phân biệt mỗi một gốc dược thảo trong tiên thổ của Tử Vận Tông, xác minh những gì mình đã được học. Thời gian từ từ trôi. Ở trong tiên thổ này, Mạnh Hạo đã dần quên mình đã hái được bao nhiêu dược thảo. Nhưng hễ là cái loại hắn nhận thức và lại đạt tới yêu cầu hái là hắn đều cho vào túi chứa vật. Không biết đã đi được bao xa, Mạnh Hạo từng tới gần nhìn người khổng lồ cao trăm trượng kia, xem bọn họ gieo trồng như thế nào, di chuyển những dược thảo đó ra sao, lại vun đắp như thế nào, cứ thế nhìn rất lâu. Hắn cũng từng đứng ở dưới cây cao ngàn trượng, có một con mắt kia nhìn con mắt thật lớn quét khắp bốn phía, thậm chí hắn còn leo lên một cây độc nhãn, ngắt lấy một gốc cỏ nhỏ màu đỏ rực mọc trên thân cây. Đi rất xa rồi, nhưng mà mảnh dược điền này vẫn chưa tới cuối. Thậm chí Mạnh Hạo đoán rằng khu vực xa hơn hẳn là có dược thảo với dược hiệu càng kinh người hơn, mà hắn là sẽ không ít dược thảo trong truyền thuyết đã tuyệt diệt kia. Nhưng mà nơi này quá lớn, Mạnh Hạo nhìn dược thảo vô biên vô tận ở bốn phía thì dần dần nhận ra được dược thảo mà hắn biết thậm chí còn chưa tới 1%. Đan đạo vô tận cũng gian nan như là con đường tu hành, đi tới cuối rồi đích thị là hạng đại năng trong thiên địa. Như những dược thảo này, ta vốn tưởng những cuốn sách kia đã ghi được hơn nửa, nhưng mà nay xem ra 10 vạn dược thảo chỉ mới là nhập môn thôi. Mạnh Hạo than khẽ, nhưng ánh mắt đầy chấp nhất. Cái loại tu hành này tuy không liên quan tới chuyện tăng thêm đạo này, nhưng mà lại làm cho Mạnh Hạo càng lúc càng hứng thú. Ta vốn là thư sinh, tuy khoa cử không ra gì, nhưng mà về chuyện đọc sách thì chắc chắn chiếm ưu thế so với đám dược đồng kia. Mạnh Hạo tự an ủi mình, rồi lại tiếp tục bước đi. Gặp cái gì không biết là hắn sẽ quan sát cẩn thận, ghi nhớ thật kỹ, chờ ngày sau tra tìm điển tịch. Cứ như vậy một tháng nhanh chóng qua đi, cho đến khi tiếng chuông vang lên khắp tiên thổ báo là đã kết thúc. Mạnh Hạo vẫn chưa thỏa mãn, hắn thậm chí là còn cảm thấy bây giờ hắn mới là bắt đầu. Nhưng mà thấy ánh sáng từ trên trời buông xuống, Mạnh Hạo thở dài, chỉ có thể lưu luyến nhìn tấm tiên thổ này theo ánh sáng rời đi nơi đây. Khi xuất hiện, 10 vạn dược đồng mỗi người đều về mặt khác nhau xuất hiện trong các sơn cốc. Một tháng này không chỉ Mạnh Hạo trưởng thành, mà tất cả các dược đồng khác cũng đã trưởng thành. Không lâu sau, có người tới thu dược thảo và ngọc giản. Mạnh Hạo không tự tiện phục chế, hắn để ý thân phận ở Tử Vận Tông này, cho nên không muốn vì chuyện nhỏ mà lộ ra chân tướng, nên đã giao hết toàn bộ dược thảo ra, sau đó nhanh chóng trở về sơn cốc nơi mình ở. Về tới sân mình ở trong sơn cốc, Mạnh Hạo lập tức lấy những cuốn sách kia ra đọc lại. Mỗi lần đến những chỗ nào mà lúc trước không lưu ý, sắc mặt hắn đều phấn chấn lên, cũng ghi nhớ thật kỹ. Rồi lại 2 tháng trôi qua, Mạnh Hạo tới Tử Vận Tông này đã được non nửa năm. Lúc này các đại tông gia tộc đã lục soát hầu như là khắp cả Nam Vực, nhưng mà chẳng tìm được Mạnh Hạo, nên đã giảm bớt việc tìm kiếm hắn. Dù đủ mọi suy đoán, hoài nghi lan truyền, nhưng mà cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Chuyện Mạnh Hạo thường xuyên nghe được từ chỗ Bạch Vân Lai, người này không hổ là bách sự thông. Chẳng những ở Tử Vận Tông này, mà cả chuyện ngoại giới cũng có biện pháp biết được không ít. Sáng sớm một ngày này, Mạnh Hạo đi ra lầu các, ngồi ở trong sân, giơ tay phải lên. Một gốc dược thảo đang nhanh chóng sinh trưởng ở trong lòng bàn tay, mà dược điền ở bên cạnh hắn có không ít dược hoa nở ra, khiến cho hương khí ngập tràn. Đúng vào lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu. Không lâu sau, Bạch Vân Lai men theo dòng suối nhanh chóng đi tới. Còn chưa tới gần thì tiếng đã truyền tới. Phương sư đệ, có cơ hội tốt đây, lão cả ta tranh thủ được một cơ hội tốt cho sư đệ ngươi đây. Mạnh Hạo mỉm cười, vung tay phải lên, dược thảo trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Vừa lúc Bạch Vân Lai tới gần, cửa sổ trước mặt hắn ta tự động mở ra. Cơ hội gì vậy? Mạnh Hạo mỉm cười hỏi. Bạch Vân Lai này tuy tu vi tầm thường, chỉ là ngưng khí tầng 7-8, nhưng mà lại là người không thể thiếu trong tông môn, mà ngày thường thì lại qua lại với Mạnh Hạo rất nhiều. Có một tên đệ tử nội môn
của Tử Khí Nhất Mạch mời Lệ Đào, Lệ Đan Sư đi luyện đan. Lệ Đan Sư liền để ta tìm hai dược đồng làm trợ thủ. Chuyện này tất nhiên là ta muốn đi. Còn một danh ngạch thì ta nghĩ ngay tới Phương Sư Đệ ngươi. Bầu thu thập một chút rồi chúng ta cùng đi. Đây là cơ hội tốt để quan sát luyện đan đấy. Bao nhiêu dược đồng đều khát vọng đó. Nhưng mà Lệ Đan Sư vốn tính tình cổ quái, đến lúc đó đệ đừng có nói gì, cứ để ta. Bạch Vân Lai vội vàng nói. Mạnh Hạo đã sớm nghe nói đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch thường xuyên mời đan sư đi luyện đan. Cái loại tình huống bình thường này hầu hết đều là đệ tử Tử Khí Nhất Mạch tự chuẩn bị dược thảo, mà mỗi lần luyện đan phải trả linh thạch, và lại còn phải xem đan sư có muốn hay là không. Về phần chủ lô ở phía trên đan sư thì đã thành đan đạo, tu vi đều là trúc cơ. Ở Từ Vận Tông, cái loại chủ lô đan sư này có gần trăm, địa vị cao quý, đệ tử nội môn bình thường căn bản không có tư cách đi mời. Chỉ có đệ tử hạch tâm hay là những thế hệ trước của tông môn mới có thể mời bọn họ đi luyện đan cho mình. Mà tử lô đan sư ở trong chủ lô đã là cấp đại sư, địa vị cao siêu, khó có thể hình dung. Bất kỳ một ai đều là báu vật của tông môn, lại là đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư, nên kẻ đó có tư cách mời bọn họ luyện đan, không phải là kẻ quyền quý ở tông môn thì không được. Lệ đan sư mà Bạch Vân Lai nói tất nhiên không phải là chủ lô, mà là một trong gần ngàn đan sư. Tuy là vậy, nhưng mà người này có địa vị không nhỏ trong tông môn, và lại đạt tới đan sư rồi, thì mỗi lần luyện đan cho đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Mạch thì đều là có tư cách tìm vài dược đồng để làm trợ thủ. Mạnh Hạo lập tức đứng dậy. Non nửa năm nay, lần đầu tiên hắn gặp được cơ hội hiếm có như này. Hắn ôm quyền cảm ơn Bạch Vân Lai, rồi hai người ra khỏi sơn cốc. Không lâu sau, ở trong sơn cốc nơi Đan Đông Nhất Mạch và Tử Khí Nhất Mạch tiếp giáp, hắn thấy nơi đó có một nam tử mặc áo lam, tuổi chừng hơn 30, sắc mặt vẻ không kiên nhẫn, đúng là Lệ Đan Sư. Ở bên cạnh y có một tu sĩ, kẻ này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, đang cười nói gì đó với Lệ Đan Sư, thái độ rất khách khí. Theo Mạnh Hạo và Bạch Vân Lai tới, Mạnh Hạo hơi ngẩn ra, bởi hắn nhận ra tu sĩ bên cạnh Lệ Đan Sư chính là Lã Tống. Thì ra người muốn luyện đan là hắn. Mạnh Hạo bình tĩnh cùng Bạch Vân Lai bước tới. Sao bọn ngươi giờ mới tới? Lệ Đan Sư nhíu mày, thoáng nhìn qua Mạnh Hạo và Bạch Vân Lai. Bạch Vân Lai chạy đến giải thích vài câu, lại nịnh hót vài câu mà không để lộ ra mình nịnh hót. Sắc mặt vì Lệ Đan Sư kia mới dịu xuống, y vung tay lên, ở trong sự khách khí của Lã Tống đi xa sơn cốc này. Bốn người đi qua không biết bao nhiêu sơn cốc, dọc đường đi Mạnh Hạo có vẻ bình tĩnh, nhìn thấy không ít đệ tử từ Vật Tông. Những đệ tử không tu đan đạo này khi thấy đám người Mạnh Hạo thì đều tỏ ra khách khí, mỉm cười ôm quyền. Không lâu sau, Lã Tống dẫn mọi người tới động phủ của gã. Động phủ nằm ở lưng chừng núi, tầm nhìn rất tuyệt. Động phủ không lớn, nhưng mà được cách trang trí lịch sự tao nhã. Lúc này ở trong động phủ, Lã Tống ôm quyền cúi đầu với Lệ Đan Sư. Đa tạ Lệ huynh tương trợ, mẹ đan dược này rất quan trọng với tại hạ. Nói xong, Lã Tống lấy ra một túi chữ vật đưa cho Lệ Đan Sư. Đâu có, đây là lần đầu tiên Lệ mỗ ra ngoài luyện đan cho người khác, nên không quá thích ứng. Nhưng mà nếu Lão huynh yêu cầu thì tại hạ cũng không tiện từ chối. Lệ Đan Sư gật đầu, tự nhiên là cười mà không phải cười, liếc Lã Tống một cái. Sau đó nhận lấy túi chữ vật, dùng linh thức quét qua một cái rồi ném cho Bạch Vân Lai. Lã Tống hơi xấu hổ, thầm mắng đám đan sư này ai nấy đều là lén giờ trò. Nếu không phải là tận nơi luyện chế thì có trời mới biết sẽ cắt xén bao nhiêu luyện đan. Chuyện như vậy ở tông môn đã xảy ra rất nhiều. Cuối cùng thành công thì thôi, nhưng mà không thành công thì chỉ có mình là ấm ức, cũng chẳng cách nào kể ra. Nếu không phải đan dược ta cần này tông môn không phát, phải tìm người luyện chế, ta còn lâu mới tìm đám đan sư này. Lã Tống thầm thì, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn là mỉm cười, lại bái một cái. Thậm chí với Mạnh Hạo và Bạch Vân Lai, gã cũng không bày ra cái tư thế ta đây là tu sĩ trúc cơ. Bởi vì gã hiểu những dược đồng này địa vị tuy không cao, nhưng mà một khi tấn thăng đến đan sư thì lạc một bước lên trời. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, mà lòng y đã ý cười đầy. Nếu hắn hiền lộ dáng vẻ thật thì Lã Tống chắc chắn là phát điên. Nhưng mà nay đứng ở đây, Lã Tống này còn phải nở nụ cười khách khí với hắn nữa. Lệ Đan Sư cười cười, y tất nhiên là hiểu được suy nghĩ của Lã Tống này,
vội ho một tiếng, lấy lò luyện đan vừa rồi dùng tay trái vỗ một cái, lập tức mấy khối linh thạch màu đỏ rực bay ra rơi xuống mặt đất. Mà lò luyện đan thì đặt trên những linh thạch này, sắc mặt Lệ đan sư lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc trước ta đã xem qua đan phương, với trình độ đan đạo của ta thì chỉ nắm chắc được 4 phần. Ngươi tận mắt nhìn thì cũng tốt, tránh cho thất bại rồi lại nghi ngờ ta giấu giếm ngươi. Lệ đan sư nói xong thì đặt tay trái lên lò luyện đan. Một lát sau, lò luyện đan này đỏ sậm toàn thân, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Thất la thảo 6 lá, lấy liền mạch không thể gãy. Âm lai hoa 7 cánh, nhị hoa phải dính liền, nếu không đến thì thôi hóa. Hồng hạnh diệp cần 7 năm 7 tháng 7 ngày, chênh lệch không quá 10 ngày. Lệ đan sư nói càng lúc càng nhanh, liên tục nói ra hơn 10 loại dược thảo khác nhau. Bạch Vân Lai liền tranh thủ mở túi trữ vật ra, đổ hết dược thảo ra bên trong, rồi lập tức lựa chọn theo yêu cầu. Nhưng mà gã vừa hoàn thành âm lai hoa xong, Mạnh Hạo tay phải đã thôi hóa hồng hạnh diệp, mà tay trái thì trực tiếp lấy thất la thảo ra, dựa theo yêu cầu của Lệ đan sư đưa tới. Lệ đan sư ngẩng đầu liếc Mạnh Hạo một cái, khẽ gật đầu rồi bắt đầu luyện đan. Thi thoảng y lại nói ra yêu cầu về dược thảo. Một lát sau, Bạch Vân Lai ngẩn người đứng ở đó, cười khổ phát hiện ra rằng Phương Mộc đã trợ thủ của Lệ đan sư, mà chính mình đã trở thành trợ thủ của Phương Mộc rồi. Tất cả những gì cần hầu như là đến chỗ Mạnh Hạo đều là hoàn thành trong giây lát. Tốc độ chọn dược thảo chẳng những cực nhanh mà không hề sơ sẩy, tất cả đều là chính xác. Mà khi thôi hóa thì lại như là theo ý muốn, lập tức hoàn thành luôn, tinh chuẩn không thể nghi ngờ. Ngay cả Lệ đan sư cũng nhìn Mạnh Hạo nhiều lần với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí cũng không còn kiêu căng nữa, mà như đang nhìn người ngang vai ngang vế. Mà Lã Tống thì sớm đã ngẩn ngơ. Gã thêm mỗi lần Lệ đan sư vừa nói xong thì Mạnh Hạo cũng làm xong rồi. Gã hít sâu một hơi. Yêu nghiệt mà, cái đám luyện đan này toàn là yêu nghiệt mà. Đúng vào lúc này, tiếng nữ tử đột nhiên vang lên, truyền vào trong động phủ vốn yên tĩnh này. Lã Tống, chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu đã có tin tức gì chưa? Lời này rơi vào tai của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo vốn đang thôi hóa dược thảo thì khựng lại. Cách khựng lại này chỉ diễn ra trong giây lát, người ngoài không thể phát hiện. Mạnh Hạo không đổi sắc mặt mà thuần thục thôi hóa dược thảo rồi đưa cho Lệ đan sư. Hắn cũng không có quay đầu lại mà nhìn nữ tử tiến vào động phủ kia. Nàng này vận y phục trắng toát, tướng mạo nhìn đạt đến mức khiến cho tất cả nam tử nhìn thấy đều phải ngưng mắt nhìn, thậm chí cả nữ tử cũng phải si mê dung nhan của nàng. Làn da mịn màng, dáng người cao ráo, màu da trắng bóc, mái tóc dài buông xõa qua vai, cả người toát lên vẻ xuất trần. Mà khi nàng tiến vào, có một mùi hương thơm ngát tràn ngập ở động phủ. Ngay cả Lệ đan sư cũng hô hấp dồn dập, không nhìn lò luyện đan nữa mà quay sang nhìn nữ tử đang đi tới này. Sở Ngọc Yên. Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, dù vậy trông nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn chứa cái vẻ cay đắng, lại là chiếc khăn che mặt mà người ngoài không nhìn thấu. Dù gió có thổi tóc bay lên cũng không quét đi được nỗi đau khổ đó. Chỉ có nàng mới hiểu được những áp lực và những ánh mắt vô hình mà nàng phải nhận lấy mấy ngày hôm nay. Từ khi những gì xảy ra ở Tống gia truyền khắp toàn bộ Nam Vực, mỗi khi người ta nhắc tới Mạnh Hạo thì đều nói tới cả tên nàng. Mà Vương Đằng Phi lại tham dự chuyện kén rể ở Tống gia, việc này như là một trận mưa sa bão táp lan khắp nơi, khiến cho hôn ước này nay đã trở thành trò cười. Mà tất cả đều là vì Mạnh Hạo kia. Sở Ngọc Yên không hận Vương Đằng Phi, bởi vì Vương Đằng Phi không tin. Bởi vì Vương Đằng Phi lựa chọn tham dự kén rể của Tống gia, nên Sở Ngọc Yên hiểu rằng năm đó nàng đã chọn sai người. Cũng may hai người chỉ mới đính hôn chứ chưa trở thành đạo lữ. Thậm chí Sở Ngọc Yên còn cảm khái, nếu không có chuyện này thì tới cuối cùng cũng sẽ không thể thấy rõ bộ mặt thật của Vương Đằng Phi kia. Kết cục như vậy nàng có thể nhận, thậm chí không cần Vương Đằng Phi nói gì. Sau khi biết được chuyện ở Tống gia, nàng đã sai người đem tín vật đính hôn năm đó trả về Vương gia, cắt đứt những ngây thơ năm đó. Nhưng kẻ mà nàng hận lại là Mạnh Hạo kia. Cái loại hận này đã ngấm sâu vào trong xương tủy. Nhưng trong cái hận đó, những gì xảy ra trong miệng núi lửa vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng, trở thành thứ tra tấn hành hạ nàng. Bái kiến Sở sư tỷ. Lã Tống vội vàng chào hỏi. Lệ đan sư cũng ôm quyền cúi đầu. Bạch Vân Lai thì hít sâu một hơi rồi cúi đầu bái kiến. Mạnh Hạo tất nhiên cũng không phải ngoại lệ,
Lúc này hắn chột dạ nên vội vàng cúi đầu xuống. Hắn không thể không chột dạ cho được. Ở trên thực tế khi thấy Lạ Tống, thấy Thiên Thủy Ngân, hắn đều không có như vậy. Nhưng mà khi ở Từ Vận Tông này, người hắn không muốn gặp nhất chính là Sở Ngọc Yên. Hắn cũng biết ngày trước hắn đã quá đáng với nàng, nhưng mà tình thế như vậy, hoàn cảnh như vậy không chấp nhận cho Mạnh Hạo suy nghĩ. Nếu không phải Sở Ngọc Yên truy sát năm đó, sẽ không có kết cục hiện tại. Nhưng mà dù thế nào thì Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chột dạ. Ta đang định chút nữa đi tìm Sở sư tỷ đây. Lần này sư đại ra ngoài cũng tìm hiểu tin tức về cái tên Mạnh Hạo đáng chết kia. Nhưng mà kẻ này cứ thể như thể là biến mất vậy, không có một chút manh mối nào cả. Thậm chí vài tông môn ở Nam Vực này cũng đã chuyển sang chú ý mấy người giao hảo với Mạnh Hạo. Nhưng mà nửa năm đã qua, kẻ này không hề xuất hiện lần nào. Rất nhiều người đoán rằng cái tên đê tiện này đã chết ngàn vạn lần, hẳn là rời khỏi Nam Vực rồi. Khi nhắc đến cái tên Mạnh Hạo, Lã Tống cũng không tự chủ được mà nghiến răng nghiến lợi. Sở Ngọc Yên cau mày nói. Sở Ngọc Yên cau mày lại. Nửa năm qua nàng vẫn luôn cho người tìm kiếm Mạnh Hạo kia. Nhất định phải tìm được kẻ này để hỏi cho rõ. Nhưng mà Mạnh Hạo lại hoàn toàn mất đi tung tích. Kẻ này không có khả năng rời Nam Vực. Kẻ này còn đồng tông cũ ở Nam Vực. Trừ phi là chọc phải tai vạ ngập trời, lại không cách nào hóa giải thì mới bỏ đi. Còn chuyện lần này cũng là vận may toán. Bái nhập bất cứ tông môn nào, giao Thái Linh Kinh ra đều là hóa thể biến thành, biến nguy thành an. Kẻ này giả dối vô cùng, há có thể không nghĩ ra. Ta kết luận rằng hắn vẫn còn ở Nam Vực, chỉ là không biết đang nương náu ở nơi nào. Nếu ta mà tìm ra... Sở Ngọc Yên nghiến rằng, lòng thầm nghĩ như vậy. Đang định xoay người bước đi thì tầm mắt đào qua Mạnh Hạo, nàng khiếp mắt lại, ngẩng đầu lên. Sở Ngọc Yên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giọng nói không còn là nhẹ nhàng như nữa mà trở nên lạnh lùng hơn. Mạnh Hạo thầm kinh ngạc, nghĩ rằng mình thay đổi dáng vẻ rồi sao mà nàng ta còn nhận ra chứ. Nhưng mặt ngoài thì hắn ta lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên lại cau mày vào. Nàng cũng không biết vì sao mà chỉ liếc qua thiếu niên trước mặt này thì lòng lại thấy chán ghét. Nhưng mà giờ phút này dù thế nào, nàng cũng chưa từng gặp thiếu niên này. Không hợp lý. Ta không thể nào vô duyên vô cớ mà chán ghét một người cả. Sở Ngọc Yên nghĩ vậy, bèn cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, như là muốn nhìn ra đến tột cùng. Mạnh Hạo thầm kêu khổ, nghĩ sao tiểu nương tử này lại sâu sắc đến vậy chứ. Hắn đổi cái bộ dáng rồi mà nàng ta còn có phát hiện được à? Bằng không nơi đây nhiều người như vậy mà nàng ta lại chỉ nhìn vào mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo hơi rời tầm mắt xuống, nhưng mà đang nhìn trộm Sở Ngọc Yên, cố ý tỏ ra không khống chế được mà nuốt một ngụm nước miếng. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên đáng khinh, nhưng mà Mạnh Hạo lại đỏ mặt nên không có đáng khinh nữa. Rõ ràng là phản ứng bản năng của thiếu niên khi gặp nữ tử xinh đẹp, thậm chí có phần nôn nóng bất an. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, Sở Ngọc Yên đã càng nhíu chặt mày, hoàn toàn chán ghét hắn, không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi. Thật sự không còn ngẫm nghĩ vì sao mình lại thấy chán ghét nữa. Sở Ngọc Yên đi rồi, tất cả mọi người trong động phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Lã Tống vội đóng cửa động phủ lại. Lệ Đan Sư thì lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài rồi tiếp tục luyện đan. Thời gian này Sở sư tỷ thay đổi nhiều quá, trước kia đâu có như thế này đâu, giờ thì cả người cứ thấy lạnh lùng như sao ấy, vừa rồi ta còn thấy run hết cả người. Bạch Vân Lai thì thào, còn không phải do tên Mạnh Hạo kia làm hại sao? Cái tên Mạnh Hạo vô liêm sỉ đê tiện, đáng cho 1000 đao giết chết cả vạn lần kia. Nếu để ta gặp được thì nhất định phải băm thây vạn đoạn, ăn sống máu thịt, mài nát xương cốt. Lã Tống cắn răng nói. Cái vẻ oán hận kia chẳng hề giả dối một chút nào. Nói xong thấy Mạnh Hạo nhìn mình đầy cổ quái thì vội nở một nụ cười đầy thiện ý, gật gật đầu. Gã đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo không phải là dược đồng bình thường. Lòng cân nhắc nhân vật này mai sau khả năng sẽ trở thành đan sư là không nhỏ đâu, cần phải kết giao sớm mới tốt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Dù ra mặt hắn không có mỏng, nhưng mà cứ trơ mắt nhìn Lão Tống chửi mình một hơi liên tục như vậy, sau đó lại mỉm cười đầy thiện ý với mình, Mạnh Hạo cảm thấy mình cần phải tập làm quen nhiều hơn. Lần luyện đan này kéo dài tròn một ngày, cho đến khi ánh trăng chiếu xuống, lò luyện đan tràn ra đan vương. Đan dược mà Lã Tống cần đã được luyện chế thành công. Chẳng qua là vì tăng tốc độ nên khiến cho những dược thảo này vốn có thể luyện ra 7-8 viên thì nay chỉ còn có 2 viên.
Chuyện này chính là Lệ đan sư động tay động chân. Mạnh Hạo nãy giờ vẫn quan sát nên biết rất rõ. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia luyện đan. Cả một ngày Lệ đan sư dùng đủ loại phương pháp luyện đan khiến cho Mạnh Hạo học hỏi được không ít. Thấy trời đã tối, Lã Tống hưng phấn đưa mấy người ra động phủ. Cho đến tận sơn cốc của Đan Đông nhất mạch thì mới ôm quyền cáo lui. Sau ngày đó, có lẽ Mạnh Hạo đã khiến cho Lệ đan sư ấn tượng sâu sắc, nên làm cho mỗi ngày Mạnh Hạo ngoài tu hành liên quan thảo mộc ra, thì phàm là Lệ đan sư đi luyện đan cho ai, cho dù là tới động phủ của đối phương hay là luyện ở động phủ của bản thân mình, thì đều gọi Mạnh Hạo tới. Có Mạnh Hạo giúp cho Lệ đan sư thì đã nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng Lệ Đào này cũng là kể một vài chuyện luyện đan cho Mạnh Hạo nghe, khiến cho Mạnh Hạo dần càng quen thuộc với luyện đan, lại càng nhìn thấy nhiều điều bản thân hắn phải suy một ra hai. Quan hệ giữa người với người thực tế không hề phức tạp. Tỷ như Mạnh Hạo và Bạch Vân Lai, hay hắn với Lệ đan sư này, ở chung rất đơn giản, nhưng mà trên cơ sở là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Mạnh Hạo không có bản lĩnh ở trong đám dược đồng kia, Lệ Đào sẽ không có nhớ kỹ hắn, cũng sẽ không lần nào cũng tìm hắn trợ giúp. Nhưng mà ngày yên ả cứ thế trôi đi, lại 3 tháng nữa trôi qua. Ở Từ Vận Tông này, Mạnh Hạo đã quen thuộc tất cả. Ở nơi đây hắn nửa năm, cho dù là người làm quen hắn biết hay là người quen biết hắn đều không ít. Thường ngày ngoài gặp người quen thì tươi cười nói chuyện, rất hòa hợp, nhiều khi ôm quyền. Vậy mà không người biết rằng cái vị phương bộc dần lộ ra bản lĩnh trong đám dược đồng kia lại chính là cái tên Mạnh Hạo đã dấy lên tràng phong ba tại Nam Vực nửa năm về trước. Cho đến một ngày này, hắn giúp Lệ đan sư luyện chế một lò đan dược ở trong động phủ của y xong, Lệ Đào tiễn Mạnh Hạo ra ngoài thì bỗng nói thế này: "Phương Mộc, Lệ mỗ chưa từng coi ngươi là dược đồng tầm thường, bởi vì với trình độ về dược thảo của ngươi chắc chắn sẽ trở thành đan sư." Mạnh Hạo ngừng bước lại, cúi đầu ôm quyền với Lệ Đào. Hắn làm thế thực sự là chân thành, vì người này tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà với Mạnh Hạo qua mấy ngày tiếp xúc, người này trông có vẻ kiêu căng lãnh đạm, nhưng mà thực tế là rất thân thiết, hòa đồng. Mà nhờ có đối phương nên Mạnh Hạo biết được không ít về luyện đan. Còn một tháng nữa sẽ có thử thách thăng chức. Lần này ta sẽ thăm dò một hai, chỉ tuyển ra một người từ trong đám dược đồng để thăng chức đan sư. Một khi lên làm đan sư là ngươi hoàn toàn có thể tiếp xúc với tất cả các kiến giải về đan đạo của Tử Vận Tông, có thể nhanh chóng trở thành đan sư chân chính, có động phủ của riêng mình, có lò lửa của riêng mình, mà những gì cần học sẽ không về dược thảo nữa, mà là luyện đan. Lệ Đào nghiêm túc nói: "Nhưng phiền toái duy nhất là ngươi có tư cách tham dự phải là dược đồng được 10 năm. Ta sẽ nghĩ cách xem có thể xin được một suất cho ngươi hay không. Chỉ là ngươi cũng phải tìm cách, cơ hội này mà nắm được là có thể tiết kiệm đi 10 năm của ngươi." Lệ Đào nhìn Mạnh Hạo nói lời thấm thía. Mạnh Hạo cảm động, lại cúi đầu với Lệ Đào: "Đa tạ Lệ huynh." Hai người lại nói vài câu rồi Mạnh Hạo ung quyền rời đi, bước trên sân đạo của tông môn. Đôi mắt hắn tỏa sáng, hắn nhìn ánh trăng trầm tư suy nghĩ: "Ta không thể làm dược đồng 10 năm được, cơ hội lần này nhất định phải nghĩ cách mà nắm lấy. Và lại lúc trước ta đã vài lần triển lộ, có lẽ cũng đã khiến cho người ta chú ý." Nghĩ vậy, Mạnh Hạo đi tới sân cốc giáp nhất. Nhưng còn chưa tới sân của mình thì Mạnh Hạo chợt nhận ra, nhưng mà lại không tỏ vẻ gì là đẩy cửa vào. Lúc này thần sắc mới biến hóa, bởi vì có một lão già tóc trắng đang đứng ở trong sân. Lão già này đúng là người kiểm tra tư chất ngày đó, chủ lô đan sư Vương Phàm Minh của Đan Đông nhất mạch, lúc này đang nhìn dược điền của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo bước vào, lão cũng quay sang nhìn Mạnh Hạo. "Lấy một cái chủ lô lệnh để tiến cử vào Đan Đông nhất mạch, ngươi có mục đích gì?" Lão già xoay người về phía Mạnh Hạo, mắt lóe tinh quang, cũng có uy bức khó có thể hình dung ngưng tụ lên người Mạnh Hạo. Trong lúc nói, lão cũng tiến lên một bước. Bước này hạ xuống khiến cho bốn phương tám hướng như là bị phong tỏa, dường như là nơi đây bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Cảnh này cho người ta cảm giác có cái chạy đằng rời. "Toàn bộ Đông Lai quốc phàm là tu sĩ họ Phương, lão phu đã lục hết tất cả lai lịch, nhưng lại không có người. Người không phải là dân chúng Đông Lai quốc, tới đây có mục đích gì?"
lão ta vừa mở miệng chất vấn, hơn nữa dường như có mây đen ép xuống phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lòng bình tĩnh, nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt, đứng im nơi đó, thân thể khẽ run rẩy, nhưng mà vẫn quật cường ngẩng đầu cảm lên. Hãy nói tên thật của ngươi, nói mục đích của ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ thì đừng có trách lão phu tàn nhẫn. Lão ta lại bước ra một bước nữa, bước này hạ xuống lập tức hóa thành lôi đình ầm vang khắp sân này. Cuồng phong nổi lên, uy áp trận trận giáng xuống, đám dược thảo trong dược điền kia ngã rạp như là bị đánh cho tan tác. Sắc mặt Mạnh Hạo càng thêm tái nhợt, nhưng mà lòng vẫn bình tĩnh. Lão già này tuy có tu vi kết đan, nhưng mà lời nói rõ ràng lạnh lùng vô tình, mà thực tế là đang lừa gạt. Mạnh Hạo tu hành tới bây giờ chả có bao nhiêu chuyện, há lại không nhìn ra? Huống chi hắn tới Tử Vận Tông này được hơn nửa năm, lão ta sớm không tới, muộn không tới mà lại xuất hiện đúng vào lúc này, nguyên do như thế nào Mạnh Hạo chỉ cần nghĩ là đoán ra được hơn nửa. Đây rõ ràng là ngày thăng chức sắp tới, mà hắn vốn không có tư cách tham dự, mà ngày đó kiểm tra tư chất giáp đẳng tất nhiên đã khiến cho Đan Đông nhất mạch chú ý, vì thế mới có cảnh ngày hôm nay. So với nói là uy hiếp, đây chỉ là cảnh cáo mà thôi. Mạnh Hạo suy nghĩ, nhất là nghĩ tới khi mình đi qua cái cầu treo kia thì lòng cũng yên tâm. Hắn hít sâu một hơi, vẫn để cho sắc mặt mình tái nhợt, ôm quyền cúi đầu thật sâu với lão ta. Vãn bối quả thực tên là Phương Bộc, nhưng mà không phải là người của Đông Lai Quốc. Bởi vì vãn bối luôn hướng tới Đan Đạo nên mới khát vọng bái nhập Tử Vận Tông, không có mục đích nào khác ngoài là tâm toàn ý học. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói với vẻ mặt đầy chua xót. Nhưng Tử Vận Tông không thu người ngoài, để mà nghĩ cách lấy được chủ lô lệnh bái nhập Tử Vận Tông, đệ tử biết việc này là có chỗ lấp liếm, nhưng mà lại không còn cách nào khác. Nếu tiền bối cảm thấy vãn bối sai thì mặc cho tông môn xử trí. Mạnh Hạo cúi đầu không hề ngẩng lên. Bốn phía yên tĩnh. Lão già kia nhìn Mạnh Hạo, lão đã sớm tra ra phía Mạnh Hạo này có vấn đề, nhưng mà thực tế trong 10 vạn dược đồng của tông môn thì người có vấn đề vốn không ít, nhưng mà phàm là người đi qua dược được cầu treo thì đã chứng minh kẻ này không có ác ý với Đan Đông nhất mạch. Nếu là kẻ tâm tư khó lường thì chắc chắn không thể đi qua cái cầu treo được. Nếu Mạnh Hạo không có tư chất giáp đẳng mà chỉ là dược đồng bình thường thì lão chả thèm để ý, mặc cho tự sinh tự diệt là được. Nhưng mà tư chất của Mạnh Hạo này chẳng những khiến cho lão chú ý, mà lại khiến cho các vị chủ lô đan sư ở Đan Đông nhất mạch chú ý. Và lại người này có tư cách tham dự đợt thăng chức hay không, lão đã vì Mạnh Hạo mà gạt qua tất cả, lấy cho hắn một danh ngạch, cho nên mới có chuyện này. Vào Đan Đông nhất mạch thì cả đời không được phản bội, người có làm được không? Vương Phạm Minh im lặng chốc lát rồi nhìn Mạnh Hạo hỏi. Tông môn dạy cho đệ tử đan đạo, đây là ơn huệ rất lớn, chỉ có tông môn vứt bỏ ta chứ không có chuyện ta ruồng bỏ tông môn. Mạnh Hạo đứng dậy nhìn lão ta như là đinh đóng cột nói. Thực tế thì trong lòng Mạnh Hạo, hơn nửa năm sống trong Tử Vận Tông này, nhất là Đan Đông nhất mạch, không ngừng học tập đan dược đã có nhận đồng. Đúng là như là hắn nói, nếu đã vào tông môn này học đan dược thì tuyệt đối không có phản bội. Lão phu có thể không quan tâm lai lịch của ngươi, nếu ngươi nói ngươi là Phương Bộc thì lão phu sẽ cho ngươi là Phương Bộc, nhưng mà nếu ngươi ngày phản bội sư môn, lão phu sẽ đích thân thu lại đan đạo của ngươi. Nếu lão phu không làm được thì tất cả đan sư ở Đan Đông nhất mạch này rồi sẽ người thu hồi đan đạo của ngươi. Vương Phạm Minh nhìn kỹ Mạnh Hạo rồi vung tay lên, một chiếc lệnh bài bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Khi rơi xuống tay Mạnh Hạo, lệnh bài kia lóe lên u quang, toàn thân lạnh lẽo. Một tháng sau, trong cuộc thi thăng chức đan sư, ngươi có thể tham dự, nhưng chỉ lấy một người. Có thăng chức được hay không thì phải xem vào vận may của ngươi. Vương Phạm Minh nói xong thì không nhìn Mạnh Hạo nữa, quay người đi lên không trung, chỉ vài bước liền biến mất tầm. Theo như lời của lão, lão không quan tâm lai lịch của Mạnh Hạo, bởi vì trong Đan Đông nhất mạch này, người có lai lịch như trong số các chủ lô thì có không ít người từng là người của tông môn khác, hoặc là có kẻ thù bên ngoài nên bái nhập Đan Đông nhất mạch để né tránh. Thậm chí ngay cả lão năm xưa cũng không phải là người của Đông Lai Quốc, mà là bởi vì đủ loại duyên cớ nên mới phải trở thành tu sĩ của Đan Đông nhất mạch. Mà Đan Đông nhất mạch có truyền thống như vậy, ở khắp Đan Đông nhất mạch, thậm chí là toàn Tử Vận Tông, tất cả
đều là do vị đan quỷ đại sư đức cao vọng trọng kia. Con đường đan đạo, nếu mong lâu dài thì không có thể giới hạn ở môn hộ. Nếu có tư chất đan sư, dù lai lịch ra sao, chỉ cần không phải là loại người có lòng dạ khó lường, lòng muông dạ thú thì đều có thể trở thành tu sĩ đan đồng nhất mạch. Đây là lời nói truyền thừa của đan quỷ đại sư với đan đồng nhất mạch. Cũng bởi vậy mới khiến cho đan đồng nhất mạch của Từ Vận Tông kế thừa lâu dài. Nhưng mà bởi vậy cũng xuất hiện vài tên đệ tử phản bội đan đồng nhất mạch. Nhưng mà dù bao nhiêu kẻ phản bội thì lại không có ai tuần công pháp đan đồng nhất mạch ra ngoài. Việc này hoặc là hoài cảm tông môn, cũng có bí ẩn người khác không thể biết được. Nhưng mà những người này, từ xưa đến nay, ngoài hai người ra thì những kẻ khác đều bị đan đồng nhất mạch thu hồi đan đạo. Hai vị kia đúng là hai người danh chấn khắp Nam Vực hiện nay. Hai vị đan đạo đại sư khác được truyền đàn nổi danh với đan quỷ đại sư. Mà thực tế hai người này từng là đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư. Nay sáng tạo cái mới, có điểm khác biệt riêng. Nhưng cho dù người bên ngoài đồn đại thế nào, hai người này đều không cho rằng trình độ của bản thân trên đan đạo có thể vượt qua sư tôn được. Mà hai người sở dĩ nổi tiếng, sở dĩ không bị thu hồi đan đạo chính là vì đan quỷ đại sư đã nói hai câu nên mới sống được đến bây giờ. Con đường đan đạo như trăm hoa đua nở. Ai nói chỉ cho phép mẫu đơn được sống, có thược dược, mai hay lan bầu bạn thì mới gọi là bách hoa viên. Như trong dược điển, nếu chỉ có một loại dược thảo thì lấy đâu ra thiên hạ đan dược. Người kế thừa đan đạo của lão phu, nếu lòng muông dạ thú thì thu hồi đạo của ta. Nhưng mà nếu sửa cũ thành mới, đi ra con đường mà tiền nhân chưa đi, thì tự lập môn hộ, có thể xưng với hai chữ đại sư, cũng không liên quan tới lão phu nữa. Tất nhiên không có lý do gì mà nói tới hai chữ thu hồi. Cũng bởi vậy, nhìn như có ba vị đan sư, nhưng mà thực tế trong đan đạo ở Nam Vực này chỉ có duy nhất một vị đại sư, đan quỷ. Mạnh Hạo nhìn Vương Phàm Minh rời đi, đôi mắt như lóe lên tinh quang. Hắn không nghi ngờ mình cứ vậy mà có được tư cách tham dự thăng chức. Lúc này trầm ngâm một chút, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn ngọc giản ở trong tay. Một lát sau hắn rót linh thức vào trong, đầu óc lập tức chấn động. Ở trong đầu hắn lập tức xuất hiện hai chữ to: đan kinh. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống sân, cầm ngọc giản, nhắm mắt đắm chìm ở trong đan kinh trong đầu. Cho tới sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló, Mạnh Hạo mới từ từ mở mắt ra, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi trốn xa, vẫy mắt đầy tôn kính. Đan kinh này thực tế không phải là kinh văn gì, mà nó kể về tất cả những chuyện đã xảy ra ở đan đông nhất mạch kể từ ngàn năm trước khi đan quỷ đại sư thành danh. Trong những câu chuyện cũ này có kể lại rất nhiều, ví dụ như hai vị đan sư khác ở Nam Vực, ví dụ như mấy lời nói liên quan đến đan quỷ đại sư, khiến cho Mạnh Hạo xem xong đan kinh rồi mà đầu óc tự nhiên xuất hiện một bóng dáng có địa vị cực cao trong đan đạo mà được rất nhiều người kính trọng. Hắn bỗng hiểu được vì sao Vương Phàm Minh sẽ lại dễ dàng bỏ qua chuyện mình che giấu lai lịch như vậy. Mạnh Hạo im lặng cất ngọc giản đi, hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành mỗi ngày khi hắn còn đang là dược đồng này. Thời gian dần trôi, một tháng qua đi. Ở trong một tháng này, chuyện dược đồng có thâm niên 10 năm có tư cách tham dự thi thăng chức như một trận cuồng phong quét qua đan đông nhất mạch. Gần như là tất cả dược đồng đều nói về chuyện này. Trong 10 vạn dược đồng, người có 10 năm được dược linh chiếm chừng 8 phần, nhưng mà không phải ai cũng tham dự thăng chức. Cuối cùng số người báo danh chỉ còn hơn 3 vạn. Ngày thí luyện, toàn bộ đan đông nhất mạch cực kỳ náo nhiệt. Tiếng lô trung vang lên, lò luyện đan khổng lồ kia lại xuất hiện ở giữa không trung. Nhờ sợi tơ dẫn dắt, tất cả dược đồng có tư cách thăng chức ở trong ánh mắt chờ mong của những người còn lại, từng người bay lên không. Mạnh Hạo cũng ở trong số này, theo tất cả dược đồng tham dự thăng chức bay thẳng tới lò luyện đan. Trong phút chốc, hơn 3 vạn người này biến mất. Khi xuất hiện thì không phải là ở mảnh dược điền tiên thổ kia, mà là ở trên một quảng trường cực kỳ rộng lớn được lát đá. Ở trung tâm quảng trường này có một lò luyện đan màu xanh đồng cực lớn. Những mùi dược hương lan ra, khiến cho quảng trường này như có vân vụ lượn lờ. Nhưng vân này là dược vân, mà vụ này là dược vụ. Ở trên quảng trường rộng lớn ấy, lúc này có 3 vạn chiếc bàn. Mỗi một chiếc bàn đều để một cái ngọc giản màu đen. Mọi người yên lặng đi đến, không ai dám làm ồn. Đều nhìn khẩn trương, 8 lão già ngồi khoanh chân bốn phía lò đan kia.
Vương Phạm Minh không ngờ cũng là một trong số đó. Gần như là ngay khi mọi người nhìn tới 8 người này, bọn họ đều mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa đảo qua 4 phía. Đan đông nhất mạch, thí luyện thăng chức đan sơ, chỉ lấy một người trong số các người từ nay về sau có thể tu đan đạo. Lần thí luyện này chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất lấy đào thải làm chính, vòng thứ hai tuyển ra vị đan sư duy nhất. Vòng thứ nhất chỉ lấy 10 người, nơi đây có 3 vạn chiếc bàn. Các người ngồi đó yên lặng liệt kê ra 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Đám dược đồng xung quanh đều nghiêm túc. Nơi này có không ít người đã tóc hoa râm, có thể nói là ngoài Mạnh Hạo ra thì người nhỏ nhất cũng đã tầm 30. Bọn họ phải nói là đã làm dược đồng ít nhất là 10 năm, nên hiểu biết về dược thảo cũng rất sâu rộng, dĩ nhiên đã thuộc lòng rồi. Thậm chí bất cứ ai rời khỏi tông môn, ở trong tông môn khác đều có thể được gọi là đại sư dược thảo. Thế nhưng hôm nay ai nấy đều nghiêm nghị, tự đi tới các bàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn 4 phía, lại nhìn những chiếc bàn kia, chọn một cái rồi ngồi xuống. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự thí luyện thăng chức đan sư này, nhưng Mạnh Hạo không hề cảm thấy xa lạ, thậm chí là hắn còn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đó ở đây. Bởi vì hắn thấy vòng thi đầu tiên rõ ràng là thi viết, như năm đó khi hắn ở còn Triệu Quốc là một chàng thư sinh, đã từng mấy lần thi khoa cử, mặc dù chưa lần nào đỗ, nhưng mà cũng quá quen với trường thi rồi. Tính ra thì cũng có chút tương tự. Thằng chức đan sư này kiểm tra kiến thức về dược thảo, ai nhớ nhiều, ghi lại tỉ mỉ, chính xác thì bài càng hoàn mỹ, không khác gì khoa cử hết. Mạnh Hạo cười. Lúc này ngồi ở đây, khiến hắn có cảm giác như mình trở về thời thi khoa cử năm đó. Chẳng qua là khi đó hắn muốn đạt công danh, mà nay lại muốn thăng chức đan đạo. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, để xem thi cử của Mạnh Hạo thế nào. Thì hẹn mọi người vào tập sau. Xin chào.